Hiệu anh em, trước mặt anh em chỉ là một cái cọc tiền như này thôi, tiền thì vẫn là tiền thật của mình nhá. Đấy, thì trong cái cọc tiền này thì mình có dùng ngụy trang thêm một cái chip nữa này, anh em xem này, ngụy trang thêm một cái chip này rất nhỏ gọn đúng không? Đấy, cái chip này rất nhỏ gọn, anh em kẹp vào trong đống tiền của chúng ta. Tiền đây là tiền bình thường này, thấy chưa? Tiền này tiền bình thường nhá, thì chúng ta chỉ cần kẹp vào tờ tiền như này và chúng ta để trong lòng. Đấy, anh em để trong lòng cái này, thì khi chúng ta sóc xong ấy thì cái chip này nó quét được bộ vị và chúng bạn nó sẽ báo rung như lúc đầu anh em vừa xem rồi đúng không? Và tôi để cục rung đây, tôi cho anh em xem này, sóc thử cho anh em một hai nhịp nữa này. Đây, bật cục rung này, xong này, sóc xong anh em đặt xuống, không rung, từ cái chip này quét vào đây không rung, thì như tôi nói rồi, không rung là về sóc đôi, mở anh em xem sóc đôi này, chồng vị vẫn nhìn vẫn biết là sóc đôi này, được chưa? Sóc tiếp anh em xem này, một rung anh em biết chắc chắn là đánh lẻ này, mở lẻ. Xin lỗi anh em nhé, cái vị này bị lật này, vừa nãy là vị dựng vị đổ này. Vừa lại cho anh em một tiếng nữa anh em kiểu độ chuẩn xác luôn này. Đây, không rung đánh sấp đôi 5 triệu này, được chưa? Thử va tay cho anh em xem luôn, một rung anh em đánh nghẻ này, được chưa? Ba đổ này, đây vẫn là một rung đánh nghẻ tiếp này, được chưa? Vẫn là ba đổ. Thì anh em phải hiểu như này, đi chơi một chúng ta chỉ cần ba yếu tố, một là quân vị, hai cục rung, ba là cái chip. Thì cái quân vị này đấy anh em có thể đặt vào bao Vina hoặc là bao Thăng Long, nó sẽ còn nguyên cả bao như này nhá. Tôi đây ví dụ đây là quân hàng này, anh em xem này. Đấy, quân hàng khi mà chúng ta có một bao thuốc còn nguyên cả túi ni lông, anh em chỉ cần đưa gần vào là máy nó sẽ báo luôn này. Hoặc anh em có thể đặt bất kỳ các cái quân khác. Ví dụ như đây là có cái bao, đây là bao Sài Gòn này, anh em thấy chưa? Đấy, đưa vào là máy nó rung này. Đây, đưa vào. Nếu như là nó là bao thuốc thường thì 100% sẽ không rung được. Được chưa? Và đây tiếp tục này, ví dụ như anh em đặt quân bài nó còn nguyên cả lá bài này. Tôi sẽ đóng vào một bộ bài mới cho anh em. Đấy, thì đồ nó chỉ có vậy thôi. Cái ví này, cái chip này anh em ngoài ngụy trang và tờ tiền, anh em cũng có thể cất vào cái ví này cho tôi. Đây nha, cái ví này tôi nói luôn anh em, ví là ví bình thường này, được chưa? Thì anh em vẫn cứ đựng tiền vào trong ví của chúng ta, nhưng mà trong cái ví này anh em cũng có thể đút luôn cái chip, được chưa? Đút cái chip vào trong đây này, đút ở trong cái ngăn có khóa này, anh em nhìn chưa? Chúng ta kéo khóa vào và tiền chúng ta mở ra vẫn là tiền bình thường đúng không ạ? Chúng ta gấp vào, bỏ tiền ra. Và bây giờ chúng ta chỉ cần để ví ở trong lòng cái này. Và cái ví nó sẽ quét bộ vị, tôi sẽ thử cho anh em vài tiếng nữa này. Đây, xong cho anh em này. Xong xong đặt xuống này. Một nhịp rung đánh lẻ này. Đấy, ba trắng này. Ok cho anh em, chuẩn xác 100%. Tiếng này là hai rung, anh em phang tất tay và tứ tử, mở tứ tử trắng cho anh em xem này. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu mua cái chip quét quân vị này thì anh em liên hệ trực tiếp cho Vũ Hồng Dầu, số điện thoại tôi để mình nhá. Đấy, vị thì anh em phải cho vị vào. Còn đây là vị chẵn này, anh em có thể dùng vị bao thuốc Thăng Long ba số hoặc là Vina như này, hoặc là bao thuốc Sài Gòn. Đấy, hoặc là quân chẵn, quân bài, tất cả các loại quân anh em đặt, thích đặt quân nào thì đặt nhá. Còn đồ chơi nó chỉ nhỏ gọn này thôi. Anh em cất cái ví này vào trong túi, anh em đi bất kỳ sòng sớm sân chơi nào anh em cũng có thể chơi được. Đấy, đồ cao cấp bây giờ nó hỗ trợ anh em tuyệt đối, biết kết quả trong bát trong đĩa luôn nhá. Cảm ơn anh em xem video.